Tập đúng cách mới khỏe. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất, trong thời điểm cuối năm thì thời tiết nhiều đợt trở lạnh, mặt trời lên chậm, việc điều chỉnh giờ tập thể dục là rất cần thiết để việc tập thể dục được an toàn và hiệu quả, nhất là đối với những người lớn tuổi có bệnh nền. Nguy cơ bị đột quỵ. Được bác sĩ khuyên tập thể dục thường xuyên vì xuất hiện tình trạng vỡ mỡ trong máu. Ông Nguyễn Văn C, 50 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để tập thể dục. Nhưng khỏe không đâu chưa thấy thì vài hôm ông đã lăn ra bệnh. Ngày nào tôi cũng đi làm trong trạng thái nhức đầu, ởi oải, cứ tưởng mới tập chưa quen. Mà tôi chỉ đi bộ nhanh nửa tiếng ngoài công viên, gần nhà, rồi về tắm, đi làm. Nói quá sức thì cũng chẳng phải. Ông mới thắc mắc với bác sĩ. Một bệnh nhân khác thì có một phen hú hồn bởi sau một lần tập thể dục, rồi đi tắm. Ông chợt thấy người lạnh run, sau đó mệt mỏi, buồn nôn. Tôi tưởng đột quỵ đến nơi, mai là người vốn khỏe, nên sau một hồi nghỉ ngơi thì cơn mệt cũng qua. Mẹ tôi thì bảo đó là bị nhiễm nước, cái này dễ bị đột tử như chơi. Ông Tờ kể lại. Cần tập thể dục đúng cách để có một sức khỏe tốt. Hiện nay thời điểm tập thể dục tốt nhất là lúc trời đã ửng sáng, có nắng nhẹ. Tập đổ mồ hôi khi trời còn tối, còn sương, giá rất là dễ gây nên hiện tượng co mạch ở vùng đầu, dẫn đến cơn nhức buốt đầu. Nếu người có sẵn bệnh nền cao huyết áp, sự co mạch do nhiễm lạnh có thể gây ra tăng huyết áp. Nguy cơ đột quỵ là rất là cao. Ngoài ra thì nếu tập ở những nơi nhiều cây xanh, khi trời vẫn còn tối thì không khí sẽ được dễ chịu. Nên chờ khi có nắng, cây xanh bắt đầu quang hợp, thải ra oxy thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Tắm sau khi tập thể dục cũng là một điều cần lưu ý. Theo bác sĩ, nên nghỉ ngơi một chút cho bớt mệt, khô mồ hôi rồi hãy tắm, và nên tắm bằng nước ấm. Bởi sau khi tập, cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng giãn mạch, tăng xuất huyết mồ hôi. Việc dội nước lạnh vào quá sớm sẽ gây ra co mạch, dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Mức độ nhẹ hơn ở người khỏe mạnh, không đến mức độ đột quỵ nhưng cũng có thể bị nhức đầu, mệt mỏi cả ngày. Tương tự, việc tập thể dục ngoài trời vào tối muộn cũng không nên, vì hoạt động mạnh gần giờ đi ngủ thường dẫn đến khó ngủ, chưa kể nguy cơ bị nhiễm lạnh trong thời tiết giao mùa, nhất là ở những người có thể chất yếu. Không có chuyện quen với cơn đau. Bác sĩ chuyên khoa cảnh báo suy nghĩ của nhiều người khi bắt đầu tập những bài nặng thì hoặc là lâu ngày bỏ tập rồi tập lại cảm thấy đau rim rim, nhưng chủ quan cứ tập rồi cơ thể sẽ quen với cơn đau, thấy hết đau. Khi thấy đau tức là đã tập quá mức cơ thể có thể thích nghi được. Điều này thường gặp ở những người lâu ngày bỏ tập hoặc trước giờ không tập, nay mới bắt đầu tập luyện và lại chọn cường độ quá nặng, thiếu khoa học. Cơn đau rêm rêm thường là do những chấn thương nhỏ, đã chấn thương thì phải nghỉ ngơi, có thể cứ ráng tập rồi vài ngày sau cũng bớt đau, nhưng tổn thương lên cơ thể vẫn còn đó, hiện tại chưa thấy hậu quả. Đến khi lớn tuổi, lỡ xảy ra cơn đau khác cộng dồn và tạo ra một chấn thương nặng hơn thì đã quá muộn. Sự thật về nhiễm nước. Theo lương y Đinh Công Bảy thì tình trạng nhiễm nước mà nhân gian ta hay gọi theo đông y đó chính là thấp khí của nước thấm vào cơ thể, gây ra cảm giác ớn lạnh, nhức đầu, nhức mỏi cơ thể, cảm giác tay chân nặng nề. Nhiễm nước dễ gặp khi người đang mệt, đổ mồ hôi do làm việc nặng. Vừa tập thể dục xong, tiếp xúc ngay với nước lạnh. Để không bị nhiễm nước thì ngoài việc tránh tắm ngay khi tập thể dục đổ mồ hôi thì cần lưu ý không nên cố tập thể dục trong thời gian là trời mưa lâm râm, trong thời tiết ẩm thấp, nhiều sương giá. Hoạt động thể chất và dinh dưỡng lành mạnh.
Cần dành thời gian ít nhất từ 30 phút đến 1 giờ mỗi buổi sáng cho việc tập thể dục. Làm được điều này sẽ giúp cơ thể có nhiều năng lượng hơn cho công việc, tâm trạng thoải mái, hưng phấn, đẩy lùi các triệu chứng lo lắng, trầm cảm, ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ loãng xương, suy giảm trí nhớ, giúp duy trì sự linh hoạt khi bước vào tuổi già. Hoạt động thể chất thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh sẽ là chìa khóa của hạnh phúc và sức khỏe. Để luôn có được một trạng thái sức khỏe tốt thì cần thực hiện cách sống năng động, nói không với lối sống tĩnh tại, lười vận động. Mỗi ngày cần dành thời gian tối đa cho các hoạt động thể chất, vừa phải đi như là đi bộ, tranh thủ đi bộ nhiều hơn trong nhà hay trong cơ quan, từ nhà đến cơ quan, siêu thị thay cho việc đi xe máy, ô tô bằng cách đi bộ. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, thậm chí chỉ cần dành vài phút thư giãn giữa giờ khi đang làm việc bằng cách khiêu vũ. Điều này cũng giúp cơ thể khỏe hơn. Để có kết quả tốt nhất, hãy trải đều các hoạt động thể chất như đã nói trên mỗi ngày. Nếu không có thời gian, chỉ cần thực hiện 10 đến 15 phút mỗi lần một ngày. Với ít phút vận động vẫn có tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Nên nhớ rằng bất kỳ hoạt động thể chất nào cũng tốt hơn là không hoạt động. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like, subscribe để đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog. Các bạn nhớ đánh cái chuông kế bên để nhận những cái video sớm.